giữa thành phố biển đậm chất thơ, Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn sinh ra như một kỳ quan biển giữa lòng thành phố Quy Nhơn, được tôn tạo trong hình thái của một cánh buồm xuôi gió. Tòa tháp hứa hẹn sẽ mang đến những giá trị vượt trội cho chủ nhân tương lai nhờ sở hữu vị trí độc tôn, tiện ích nghỉ dưỡng, dịch vụ chuẩn 5 sao được bảo chứng bởi tập đoàn Wyndham. Là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về dịch vụ, các khách sạn thuộc hệ thống của Wyndham đều tọa lạc tại các điểm du lịch và nghỉ dưỡng nổi tiếng với vị trí đắc địa. Và vẻ đẹp quyến rũ của vùng biển Quy Nhơn đã chinh phục Wyndham, khiến Wyndham quyết định đầu tư vào vùng đất này với tâm huyết đưa kỳ quan biển Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn vươn khơi thắng lớn. Trong lễ ký kết hợp tác, ông Matt Holmes, trưởng bộ phận phát triển kinh doanh khu vực Đông Nam Á Thái Bình Dương của tập đoàn Wyndham Hotels and Resorts, đã chia sẻ về kỳ vọng lớn lao của tập đoàn Wyndham về dự án. We're excited to partner with GoTime Real Estate Development Investment Joint Stock Company to launch our Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn project in this beautiful coastal city. This 540-room resort will feature smartly detailed guest rooms, distinctive dining options, well-designed meeting spaces and wellness facilities. When open, the new resort will invite travellers to discover the nature, beauty and charming architecture of Quy Nhơn. Travellers can spend time exploring the Tap Buoy Towers, strolling along long stretch golden sand beaches, or trying local delicacies in various villages. I'm confident that Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn will be completed with the finest attention to detail to deliver our Wyndham Count On Me experience with top-notch amenities and unrivaled service. Once again, I'd like to thank GoCup Real Estate Development Investment Joint Stock Company and Mr. Toyin on the partnership, and we look forward to offering our full support during the construction phase leading up to opening in the middle of 2024. Tại Việt Nam, các dự án bất động sản nghỉ dưỡng mà Wyndham đang quản lý có tỷ lệ lấp đầy quanh năm rất cao, trở thành bảo chứng chắc chắn cho khả năng sinh lời của mọi nhà đầu tư. Điều đó đồng nghĩa với việc Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn được thừa hưởng đến 50 triệu khách hàng thân thiết từ Wyndham. Trong những năm gần đây, lượng khách du lịch đến Quy Nhơn cũng gia tăng mạnh mẽ nhờ sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng. Cụ thể, so với năm 2011, đã tăng vọt đến 50%. Tất cả yếu tố nội ngoại cộng hưởng thêm một mỏ kim cương của thời đại ngay tại thành phố biển Quy Nhơn. Có thể nói, dự án chính là cửa ngõ đưa các nhà đầu tư đến với khoản lợi nhuận lâu dài và hấp dẫn. Nằm tại vị trí độc tôn, ngay tại quảng trường biển thành phố Quy Nhơn, giữa ba tuyến đường huyết mạch Lê Duẩn, Vũ Bảo, Nguyễn Tư. Vì vậy, Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn sở hữu tầm nhìn panorama, bắt trọn hoàn hảo những cảnh quan đáng giá, đại dương xanh, núi hùng vĩ, phố sôi động. Giữa thành phố biển đậm chất thơ, Wyndham Sailing Quy Nhơn mang đến làn gió mới với phong cách nội thất địa trung hải phóng khoáng, ấn tượng trong từng không gian sống đẳng cấp. Mỗi căn hộ tại Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn đều có thiết kế thông minh linh hoạt. Tất cả các phòng trong căn hộ đều có khe thoáng, mặt thoáng, tối ưu hóa sự đối lưu không khí, đón ánh sáng và nguồn gió tự nhiên. Mỗi căn hộ đều sở hữu các góc view hoàn hảo, thoáng rộng, hướng ra biển xanh và thành phố sôi động. Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn là tổ hợp nghỉ dưỡng duy nhất tại Quy Nhơn sở hữu 4 tầng tiện ích tiêu chuẩn 5 sao với bể bơi vô cực, hệ thống nhà hàng đẳng cấp quốc tế, trường học tiêu chuẩn quốc tế, phòng gym, spa hiện đại, trung tâm sự kiện hội thảo, trung tâm thương mại, shop house, vườn thượng uyển thơ mộng. Ngoài ra, chủ đầu tư Đô Thành muốn mở rộng cơ hội sở hữu viên kim cương này bằng các chính sách bán hàng hấp dẫn. Thanh khoản 15%, ký ngay hợp đồng mua bán, hỗ trợ vay vốn đến 65% tổng giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong vòng 24 tháng. Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn chính là sự nhân ba lần giá trị vượt trội, sống, nghỉ dưỡng, giao thương. Nhờ sự kết hợp hoàn hảo của 5 yếu tố, tọa độ kim cương, sở hữu tầm view panorama duy nhất toàn thành phố, tiện ích nghỉ dưỡng 5 sao, chuẩn cuộc sống thượng lưu, tiềm năng khai thác du lịch, thiết kế theo mô hình căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp. Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn xứng đáng được gọi là mỏ kim cương của thời đại, một kho báu đang chờ được các nhà đầu tư hoa tiêu khai mở.